Xin chào tất cả quý bà con, đã quay trở lại với kênh A Huy Vlog. Sáng hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật giá mít Thái, cho bà con mình tham khảo. Do giá mít biến động, lên xuống liên tục, nên bà con nhớ theo dõi, cập nhật tình hình giá thường xuyên, để bán cho đúng giá. Cảm ơn tất cả mọi người, đã luôn đồng hành, và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Sau đây là phần báo giá mít Thái, của một số khu vực, trong buổi sáng hôm nay, giá được cập nhật lúc 8 giờ sáng. Theo thông tin nhận được từ anh em thương lái bà vừa, thì giá mít Thái sáng hôm nay tiếp tục bình ổn, giá ổn định, không dao động gì so với hôm qua. Bà con lưu ý, giá kênh cập nhật là giá anh em thương lái cắt tại vườn cho bà con tham khảo. Nhưng cũng còn tùy vườn, tùy lái và tuyến đường vận chuyển xa hay gần so với vựa mít mà giá có thể sẽ chênh lệch từ 1 đến 2 ngàn đồng mỗi kg so với bảng giá nghe bà con. Giá chi tiết mình sẽ ghi trên màn hình cho bà con tiện theo dõi. Mời bà con cùng xem video. Giá mít Thái tại Đồng Tháp và An Giang: mít nhất 13.000 đồng trên kg, mít nhì 7.000 đồng trên kg, mít kem lớn 8.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 5.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long: mít nhất 12.000 đồng trên kg, mít nhì 7.000 đồng trên kg, mít kem lớn 8.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 4.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Long An: mít nhất 13.000 đồng trên kg, mít nhì 7.000 đồng trên kg, mít kem lớn 8.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 5.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Tiền Giang: mít nhất 14.000 đồng trên kg, mít nhì 8.000 đồng trên kg, mít kem lớn 9.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 5.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Đông Nam Bộ: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu: mít nhất 6.000 đồng trên kg, mít kem lớn 4.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 2.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Tây Nguyên: mít nhất 5.000 đồng trên kg, mít kem lớn 4.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 2.000 đồng trên kg. Giá mít ruột đỏ sơ vàng Indo tại khu vực Tiền Giang: mít nhất 22.000 đồng trên kg, mít nhì 12.000 đồng trên kg, mít bi 7.000 đồng trên kg.